tất cả mọi người, mình là Hiệp, chào mừng các bạn đến với kênh Yolo Good. Thì dạo gần đây mình hay thấy là có nhiều bạn than phiền là đồ mới mua về á thì mình sử dụng không được lâu và nó hay bị chốc hình in ra màu, hoặc là bị cái màu, những cái màu đậm nó hay bị bạc á. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai cách để bảo quản được quần áo khi mà mình mới mua về á được bền hơn, lâu hơn, để chúng ta sử dụng được lâu hơn nha. Thì bây giờ Hiệp sẽ chia sẻ với các bạn cách đầu tiên á. Cách thứ nhất á là khi mà mới mua về á thì chúng ta không nên giặt ngay với lại xà phòng hoặc là những chất có những cái thứ có chứa chất tẩy mạnh. Vì khi mà đồ mà mình mới mua về á, đôi khi là những cái đó là vải người ta mới vừa nhuộm xong rồi người ta đem ra người ta may liền, hoặc là hình in á, người ta vừa in xong á, nó mới phơi hoặc là sấy có một lần á, nó chưa khô hẳn và chưa bám chặt vào trong cái thứ vải á. Khi mà chúng ta về, chúng ta giặt với xà phòng hoặc là những cái nước nào đó có chứa chất tẩy mạnh á, thì nó sẽ làm bong chóc đi những cái hình in hoặc là ra màu của những cái vải màu á, mà chúng ta mới mua về á. Vì thế khi mà mới mua về lần đầu tiên, tốt nhất là chúng ta nên giặt với nước trắng. Khi mà mình giặt với nước trắng như vậy á, mình đem mình phơi qua một nắng nữa thì cái mực hoặc là những cái màu nhuộm nó sẽ bám chặt vào trong sứ vải hơn, và những lần giặt sau á thì nó sẽ không bị ra màu hoặc là không bị chốc hình in như nhiều lần giặt đầu nữa, vì nó đã được phơi nắng kỹ rồi và được bám sâu vào trong cái sứ vải rồi. Thì như vậy thì nó sẽ bền hơn cho chúng ta về cái chuyện mà ra màu với lại chốc hình in này nọ. Cái đó là cách thứ nhất. Còn cách tiếp theo nữa là khi mà chúng ta giặt đồ á thì chúng ta nên tách những đồ nào có màu và đồ trắng ra riêng, và chúng ta không được đổ trực tiếp xà phòng lên những cái chiếc áo, lên áo của chúng ta hoặc là lên hình in, mà chúng ta hãy hòa xà phòng vào trong thao này nọ, hòa xà phòng vào trong thao sau đó mới bỏ đồ vào. Cái đó là đối với những bạn giặt tay hoặc giặt máy thì nó đã tự động hòa với chúng ta rồi. Và sau khi mình giặt xong cái đồ đó rồi á, khi mà đã giặt xong rồi á thì chúng ta nên lộn mặt trái lại, chúng ta phơi thì nó sẽ giữ được cái màu sắc của cái áo đẹp hơn, không bị bạc màu. Ví dụ như là những cái áo màu đậm như là màu đen, màu đỏ đô đó, khi mà các bạn không lộn mặt trái như vậy á, các bạn đem ra phơi á thì ánh nắng gắt á nó sẽ làm cho cái màu quần của chúng ta, ví dụ như màu đen đi, thì làm sao cho cái màu quần đó nó bị không còn đen nữa mà nó thành màu bạc, cảm giác nó hơi nâu hoặc là xám á. Chắc là các bạn cũng hình dung được cái đó là gì, tại vì mình thấy đa phần nhiều bạn cũng có được, cũng thường bị những cái trường hợp đó. Thì khi mà phơi đồ chúng ta tốt nhất là nên lộn mặt trái lại, chúng ta phơi cho phơi mặt trái thì như vậy cái mặt phải của chúng ta nó sẽ không bị bạc màu và sẽ giữ được, chúng ta sử dụng được cái quần nó lâu hơn hoặc là cái áo nó lâu hơn. Thì đó là hai cái bước mà em muốn chia sẻ cho mọi người á. Mọi người cứ áp dụng xem, nếu mà thấy hiệu quả thì mọi người nhớ cho em một like và subscribe kênh của em nha. Cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả mọi người. Chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào những cái clip sau nha. Tạm biệt mọi người.